Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Minecraft Công viên Khủng long. Thì đã rất là lâu rồi mình cũng không có làm clip cho các bạn xem. Thì ngày hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây. Và mình sẽ tiến hành hồi sinh một em khủng long ăn thịt tiếp theo nha các bạn. Đó chính là Comsoc Nathus nha. Đây, ở đây mình có sắp xếp mấy cái DNA rồi. Cái dòng ở trên là mình chưa có, còn mấy cái DNA ở dưới là mình đã có rồi. Ở đây mình có cả 8 cái DNA của Comsoc Nathus luôn. Trước tiên thì mình cất mấy cái đá này cho nó gọn vào đi. Rồi chúng ta sẽ chia DNA vào và tiến hành bỏ nó vào Kinchervat cho nó biến thành những quả trứng nha các bạn. Đây, đó, bỏ vào Kinchervat thôi. Đây là loài khủng long mà được các nhà khoa học cũng như là báo chí thế giới biết đến với cái biệt danh là khủng long có kích cỡ bằng một con gà tây các bạn à. Tại vì kích thước của nó rất là nhỏ luôn. Và để xem trong cái công viên khủng long này thì nó sẽ có kích thước như thế nào nhé các bạn. Đây, và bây giờ mình sẽ tiến hành thay chuồng cho em Comsoc Nathus này nha. Đây, à quên bên đây chứ. Trời, tôi bị lộn. Đây, mình cũng sẽ xây cái chuồng nó với cái kết cấu nó cũng giống như cái chuồng của con Velociraptor thôi các bạn ạ. Đây, để mình xác định nào. Comsoc Nathus. Phải cái ô này không ta? Ôi đúng cái ô này rồi các bạn ơi. Đó, chúng ta sẽ kéo ra. Rồi, mình phải đó, chỗ này đi. Cân đo đong đếm kỹ đã. Từ đây mình sẽ ra 3 ô nha các bạn. Chỗ này, đó. Thì chúng ta sẽ kéo như thế này. Bang, bang. Và để một cái cobblestone ở đây. Bên đây cũng là một cái cobblestone luôn nha các bạn. Rồi. Thì cái em Comsoc Nathus này nó sẽ có thể xuyên qua những cái block trong suốt như là thủy tinh các bạn à. Nên các bạn hãy nhớ là cẩn thận khi mà chọn vật liệu xây dựng nha. Ở đây để tránh nó chuông ra ngoài nên mình sẽ xây cái tường là 2 ô luôn. Cái tường dày 2 ô luôn. Cho nó kinh khủng một xíu. Rồi, với lại hai cái ô đầu tiên á thì mình sẽ xây bằng cobblestone cũng như là stone brick để cho tránh nó bị đẩy ra ngoài các bạn à. Còn nó có thể chui xuyên thủy tinh được, ghê thiệt. Ok, thì cái kích cỡ đầu tiên thì mình sẽ xây là 15x15 nha các bạn. Rồi, cái bề dài những cái block chiều ngang á thì nó sẽ là 5 ô. Đó. Mình xây cái chuồng hình lục giác thôi. Ok, kéo ra nào các bạn ơi. Đây, rồi, chúng ta sẽ kéo ra thêm 13 ô stone brick nữa. Đó. Kéo 13 ô nữa thôi. Rồi, tới đây rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ tiến hành xây lên nha các bạn. Ê da, chúng ta sẽ xây cái chuồng dày 2 ô luôn đó. Hơi bị kinh khủng luôn. Ở đây mình sẽ đặt cái cửa tại vị trí này đi. Đó. Ở đây sẽ là một cái cửa nha các bạn. Và cái cửa thì sẽ bằng cobblestone. Đó. Cái cổng chứ. Đó, cobblestone. Rồi. Ok, để mình tiến hành lên. Chúng ta sẽ xây như thế này luôn nha các bạn. Mình sẽ kéo ra luôn. Đây. Đó. Cho nó như thế này. À da, nhầm. Chỗ này là cobblestone chứ. Cobblestone lên. Rồi mình sẽ kéo ra mấy cái stone brick này đi các bạn ơi. Đây, chỗ này là một cục cobblestone. Rồi qua đây sẽ là 3 cục. À, 4 cục chứ. Chúng ta sẽ bị giảm lại các bạn à. Một cái tường siêu dày luôn cho nó khỏi xuyên thấu qua. Trời ơi, kinh khủng chứ các bạn. Rồi, 1, 2, 3, 4. Ok, một cục ở đây. Tiếp tục kéo ra nào các bạn ơi. Qua bên đây chúng ta cũng sẽ đặt một cục cobblestone và tiếp tục kéo ra cho nó đủ cái bề dày nha các bạn. Ok, kéo ra bên này. Ây da, một cục cobblestone nữa. Rồi, đủ chưa ta? À quên, cái này hình như mình xây quá rồi. Nó tới đây thôi chứ, trời ơi, xây quá làm cái gì không biết. Đập cái cục đi. Đó, cái tường dày 2 ô. Ghê chưa, cái cổng cũng dày 2 ô luôn. Cho nó khỏi xuyên qua. Đó, mục đích là như vậy thôi các bạn ạ. Ở đây thì mình sẽ đặt một cái cửa bằng iron nha. Chúng ta sẽ tạo thôi, một cái cửa bằng sắt nè. Đó, và chúng ta sẽ đặt ở đây đi. Mình sẽ còn chế tạo luôn mấy cái nút nha các bạn. Chúng ta sẽ sử dụng mấy cái carpenter block. Đó, 4 cái nút. Và lấy mấy cái cobblestone. Đó, để mà tiến hành đặt thôi. À, cái này để mình đập cái nút này ra cái đã. Đập ở đây không được. À, cái cửa đây thì chỉ gắn một cái nút được chỗ này thôi các bạn à.
chúng ta chỉ gắn được một cái nút ở bên đây thôi, và bên đây thì gắn được hai cái nè. Cũng được thôi. Rồi mình sẽ sử dụng mấy cái cobblestone này để mà lắp vào cái nút nha các bạn, cho nó cùng màu với cái cửa luôn. Nhìn nó xịn ngay. Trời ơi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kéo cái này ra thôi các bạn ơi. Mình sẽ tiến hành kéo ra nha. Đây, để mình chỉnh lại chế độ cột cái đã. Chỉnh lại một phát rồi kéo ra thôi các bạn ạ. Kéo ra nào. Chỗ này nó quá lố nữa rồi. Bấm nhanh quá đó. Rồi mới cao được 3 ô hả? Để mình xem cái chuồng nó sẽ cao mấy ô ta. Vì cái con Comshot Nethers này nó khá là nhỏ các bạn à. Để mình suy nghĩ một xíu nha. Chúng ta sẽ đặt lên trước tiên là 3 ô trước đi. Ô thứ tư. Ô thứ tư được không ta? Có vẻ là ổn rồi các bạn ơi. Ok, vậy thì cái chuồng này thì mình sẽ tiến hành xây luôn cho nó cao 6 ô nha các bạn. 2 ô nữa thôi. 6 ô. Rồi, bên đây mình cũng sẽ xây luôn 6 ô. 6 cái trụ cobblestone. Trụ cobblestone nó cũng cao là 6 ô luôn nha. Rồi, bên đây mình cũng sẽ tiến hành kéo ra nha các bạn. Rồi, kéo ra thoải mái thôi. Kéo ra thoải mái thôi. Wow, quá phê các bạn ơi. Nhìn nó bự chưa. Ui, cái tường bao dày luôn. Cái bộ này nó nhỏ xíu rồi, nhưng mà xây chuồng kiên cố thật chứ. Để mình nhặt lại mấy cái lock này cái đã. Ok. Mình sẽ kéo cái trụ cobblestone lên 6 ô nha. Đó, qua bên đây. Qua bên đây. Cho nó thêm một cục nữa. Rồi, tiến hành kéo nó lên tiếp thôi các bạn ơi. Uầy, kéo nó lên tiếp thôi. Đó, bên đây cũng như vậy luôn nha. Chúng ta sẽ xây theo cái khung mà mình đã vẽ sẵn từ trước. Đó, ai quên, chỗ này lộn. Chỗ này bằng cobblestone chứ. Trời, tôi lại nhầm nữa rồi. Mình có thể không leo lên, mình có thể đặt block thôi. Trời, nãy giờ leo lên cực quá chừng luôn. Mình cũng còn mấy cái cobblestone mà. Rồi, kéo ra các bạn ơi. Dày kinh khủng chứ. Cái chuồng siêu dày luôn, trời ơi. Đây, mình sẽ chỉnh lại nè. Đó. Lúc nào cũng phải chỉnh cho nó qua chế độ vertical đó các bạn. Tức là chế độ cái trụ đó. Ok. Đó. Ở đây cũng như vậy. Wow, trời, nó bắt đầu hoàng hôn rồi các bạn ơi. Chuyển sang gần tối rồi kìa. Trời, chập tối rồi, chúng ta phải xây thật là nhanh thôi. Tí bọn quái xuất hiện thì nguy to đó. Rồi, cobblestone, kéo tiếp thôi. Kéo tiếp nè. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nha các bạn. Đó, xây xuống. Xây xuống một ô nữa. Kéo qua thôi. Rồi, đó. Bao thoải mái luôn. Wow. Cái chuồng của bọn khủng long kinh khủng chưa. Trời ơi. Và cái bọn Comshot Nethers này á, vì kích thước nó quá nhỏ nên nó không có cái khả năng mà phá mấy cái block nha các bạn. Nên nói chung là khi xây dựng các bạn nhớ né mấy cái block trong suốt như là kiến ra thôi. Còn lại mấy các bạn dùng block nào cũng được, tại vì nó không có phá được đâu. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục xây nữa nha. Ôi, trời, nó tối rồi kìa. Có mấy con quái nó ở từ xa xa rồi kìa. Để mình chỉnh qua chế độ vertical này. Đó, lúc nào cũng vậy, phải chỉnh thôi. Rồi, chỗ này thì sẽ bằng cobblestone. Cobblestone. Mình ráp hai cái cây này lại các bạn ạ. Chúng ta sẽ có một cái cây mới. Ui, và cái cây mới chúng ta phải chỉnh chế độ lại hả? Ra là vậy. Mình tưởng là nó như sửa chữa chứ. Thật ra nó là một cái cây mới các bạn ơi. Để mình đặt cái tóc này cái đã. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Kéo ra nữa thôi các bạn ơi. Ui, quá đã luôn. Mình vừa mới đi ngủ một giấc. Bây giờ lại tiếp tục xây dựng nữa thôi. Nói chung thì mình khá là sợ quái thôi các bạn ạ. Ui, nhất là mấy con Reaper đó. Nó mà nổ thì banh chành luôn. Đây. Rồi, bên này cũng như vậy nhé các bạn. Mình có vẻ là sắp xong rồi đó các bạn ơi. Hai block nữa thôi. Hai cột nữa thôi chứ. Rồi, xong rồi đó. Ok. Thì chắc bây giờ mình sẽ tiến hành đục lỗ cho cái phần trước đi các bạn ơi. Chúng ta sẽ đục 3 ô như thế này. Ui, chính xác là 6 ô luôn chứ. Tại vì cái chuồng nó quá dày mà. Ở đây thì mình sẽ đặt mấy cái reinforced glass nha các bạn.
kích thước con này nó chưa tới một ô thôi, chưa tới một ô đâu, nên là mình khá là an tâm khi mà mấy cái cửa sổ này thì nó sẽ không nhảy lên được các bạn à. Hên quá, kích thước nó nhỏ mà, trời ơi, mình có thể ngắm nhìn nó từ bên ngoài nhưng mà phải nhảy lên thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành ốp cái phần mái nha các bạn. Phần ở trên đây mình sẽ dùng bằng mấy cái cobblestone nha các bạn. Trước mắt để mình tạo thêm mấy cây iron wall cái đã. Đây mình sẽ tạo luôn 9 cây. Ôi ôi nhiều chưa. Đó, kéo ra nào. Rồi phần bên đây là dùng tiếp tục cũng là cobblestone thôi các bạn à. Rồi bên đây cũng vậy, cũng là cobblestone. Trời ơi, nhìn màu cho nó xịn xịn hơn một xíu thôi. Đó, ok, mình sẽ dùng mấy cây quan kéo ra tiếp luôn các bạn ơi. Quá gọn. Dùng mấy cây quan kéo ra thôi. Úi giời. Ồ, bên đây cũng vậy, cũng là cobblestone. Trời ơi, hấp dẫn nha. Đây, cobblestone đâu rồi? Mình sẽ phải cần chisel nó thôi các bạn à. Mình sẽ cần phải chisel nó cho nó thành mấy cái cobblestone trắng này nè. Đây, cobblestone. Rồi, một lớp nữa. Ok, rồi lắp thôi các bạn à. Nhìn nó ngon ngay. Trời, sắp xong rồi đó. Chắc cái phần máy của cái chuồng Comshot Nether này mình cũng sẽ ốp luôn bằng Reinforced Glass đi, cho nó có thể nhìn ra ngoài trời được. Ok, xong phần này rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ tiến hành xây luôn cái phần chữ thập ở giữa nha. Đó, mình xây chuồng mình hay xây phần chữ thập ở giữa lắm. Rồi nó sẽ như thế này các bạn à. Chúng ta sẽ kéo từ cái ô chính giữa đi ra tới tận bên kia luôn. Đó, kéo thôi các bạn ơi. Ui, ô nó chưa tới hả? Ồ, cái bóng của shader làm tôi tưởng tới rồi chứ. Đây, qua bên đây để mình sẽ cân đo đong đếm xem nào. Block này đúng không ta? Để mình đếm xem. Bên phải trước nè. Bên phải là 6 ô, bên trái cũng là 6 ô. Ôi, đúng là cái lock này rồi các bạn à. Ok, chúng ta sẽ xây thôi. Đó, để mình xây trước rồi mình qua kiểm tra xem nó có đúng là 6 ô không nha. Đó, xịn chưa? 6 ô. Rồi, đó. Vậy mới xịn chứ. Ok, bên đây cũng vậy, mình cũng sẽ kéo ra luôn nha các bạn. Kéo ra thôi. Uầy, hấp dẫn nha. Kéo tới cái đầu bên kia luôn. Đó, rồi. Xong rồi đó, ở đây mình sẽ trang trí cái phần này. Chắc mình sẽ trang trí là 9 ô đi. À không, 12 ô đi ha. À không, 16 ô chứ, mình nhầm. 4 x 4 là 16. Trời ơi, đó. Rồi, mình sẽ đập ra. Mình sẽ đập ra mấy cái ô cho nó đỡ bị nhọn các bạn à. Đó. Rồi, bây giờ là còn lại là 12 ô rồi đó. Ui, nhìn nó hấp dẫn nha. Rồi, thì ở đây mình sẽ lắp luôn mấy cái glowstone vào nha các bạn. Đây là glowstone. Ôi, mình còn nhiều nữa không? Ô, có vẻ như là mình đã hết glowstone rồi. Mà thôi kệ, cứ lắp đi các bạn ơi. Ở đây mình sẽ lắp một cục nữa chỗ này. Đó, rồi. Chúng ta sẽ lắp giữa chuồng một cục nữa đi, cho nó sáng một cái đã. Rồi, ok, mình đang canh này các bạn ơi. Và chỗ này một cục nữa. Đó, nhìn cho nó hấp dẫn chứ. Ok, chúng ta sẽ tính toán tiếp tục nha các bạn. Tiếp tục tính toán thôi. Một cục ở đây. Và qua bên đây. Đó, một cục chỗ này. Và cái bên này cũng vậy, cũng là một cục chỗ này luôn. Trời ơi, mỗi cái góc thì mình cũng sẽ đặt mấy cái glowstone vào nha các bạn. Chúng ta sẽ xem nên đặt cái cục glowstone đó chỗ nào đây. Chỗ này hợp lý không ta? Ây da, đặt chỗ này mới đúng nè. Ôi ôi. Đó, đắp lại đắp lại. Ăn một miếng thịt cái đã, làm nãy giờ hơi mệt rồi đó. Qua bên đây mình cũng sẽ tiếp tục nha các bạn. À đây, đúng cái cục này rồi. Ui, hấp dẫn. Ở đây cũng vậy. Đó, qua bên đây cũng thế luôn. Rồi, mình sẽ đặt những cái góc này cho nó sáng các bạn à. Bên này cũng là một cục glowstone luôn nha các bạn. Bên này cũng vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục làm cho lẹ cái công việc này đi. Ok, thêm một cục nữa ở đây. Và bên đây thiếu một cục nữa nè.
và một cục nữa sẽ ở chỗ này. Ok, rồi. Thì cái lớp ngoài cùng này thì nó sẽ hơi bị thô ha. Chắc chúng ta sẽ đập luôn cái lớp ngoài cùng này đi. Mình sẽ thay bằng mấy cái wood slab nha các bạn. Tức là mấy cái tấm thạch anh địa ngục á. Nhìn cho nó hấp dẫn hơn. Màu nó sang trọng một xíu và quái nó cũng sẽ không spawn được. Tất nhiên là gần glowstone thì quái nó không spawn rồi, nhưng mà mình cũng sẽ thêm một phần trang trí nữa. Ok, đập cái này ra. Bên đây cũng đập cái này ra luôn. Đó. Rồi, mấy cái hàng ở ngoài cùng mình sẽ dời đi nha các bạn. Trời ơi, quá chừng luôn nè. Trời ơi, hấp dẫn. Đây, rồi, cái hàng bên đây cũng vậy luôn. Đó, phần bên đây cũng vậy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tới với cái công đoạn đó chính là thay thế bằng những cái slab nha các bạn. Đây, mình sẽ lấy mấy cái wood slab ra. Hy vọng mình đủ nha. Wood slab. Ui, mình cũng khá là nhiều đó. Trời ơi. Chắc để mình lắp mấy cái slab này xong rồi mình sẽ lắp cái trần. Rồi chúng ta sẽ đi về lấy thêm glowstone. Đó, để sáng mai mà mình sẽ lắp thêm nha các bạn. Lắp cái phần sàn nữa. Sàn nó cũng có thể spawn quái đó các bạn ơi. Ok. Đó, lắp lại ngồi đây. Rồi chúng ta sẽ tiến hành kéo ra thôi nha các bạn. Ui, nó bị lỗi nè. Đó, cứ kéo nhanh quá là nó bị như vậy nè. Trời ơi, không chính xác đó các bạn ơi. Đó, bên này. Rồi, những cái phần này cũng như vậy luôn. Chúng ta sẽ làm thật là nhanh nha. Ui, bị lỗi một lần hai block luôn. Trời ơi, không thể tin được. Đó, ui nữa nè. Cứ bị lỗi chứ hoài hoài vậy. Trời ơi, kéo ra. Rồi, cái phần này mình chưa đập. Hồi nãy mình quên. Chưa đập thì bây giờ mình sẽ đập thôi. Hai block này đập luôn đi. Lắp sẵn luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ốp cái phần kiến reinforced glass ở trên nha các bạn. Đây là những loại kiến cường lực. Rồi, chúng ta sẽ ốp nó lại thôi các bạn ơi. Đây, reinforced glass. Đó, ốp nó lại thôi. Đây mình sẽ dùng cái cây quan để mà kéo cho nó lẹ nha. Ây da, chưa gì mà bị lỗi rồi. Bị lỗi như này đập rất là khổ bạn ơi. Đây là kiến cường lực đó. Trời ơi, đập nó mệt lắm. Không có sung sướng gì đâu. Rồi, cây quan kéo ra rất là lẹ luôn. Sướng thật, trời ơi. Lại hấp dẫn vô cùng luôn. Kéo ra thêm. Rồi, qua bên đây mình cũng sẽ kéo thêm nha các bạn. Ồ, chỗ này có một ô nè. Ok. Rồi, mình sẽ làm một cái hàng. Trước mắt là xây như thế này trước đi. Hấp dẫn nha. Bên đây cũng vậy luôn. Xây ra như vậy. Rồi chúng ta sẽ ốp nguyên một cái hàng bên đây luôn nha các bạn. Rồi, kéo ra. Trời ơi, quá phê quá phê. Ôi, may quá mình vẫn còn khá là nhiều cây wand nên không có bị sao các bạn ơi. Tiếc là bây giờ chúng ta hết mấy cái diamond wand rồi. Xây bằng cái cây iron wand thì nó sẽ lâu hơn một xíu đấy các bạn ạ. Rồi mình sẽ tạo một cái đường ngang như thế này. Đập cái reinforced glass này đi. Wow. Hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ kéo tiếp tục nha các bạn. Rồi tiến hành kéo nó đi thôi. Ui, kéo nó đi qua bên đây. Ui cái gì vậy? Ui, cái con xương nó bắn mình các bạn ơi. Ui, nó ở đâu mà ghê thế. Cái mũi tên của nó nè. Ok, có vẻ là mình đã xong cái phần trên rồi đó. Bây giờ cái phần mặt dưới đây thì mình sẽ tiến hành lắp mấy cái glowstone nha các bạn. Mình mới vừa ngủ dậy và lấy thêm một mớ glowstone nữa rồi. Glowstone. Trời, ở đây chúng ta sẽ đi ra. À không, giống xuống cho nó lẹ. Lấy cái ô chính giữa mà giống xuống. Làm chi phải đo đạc, nó mệt. Ok. Bên đây mình cũng vậy luôn. Giống xuống các bạn ơi. Bên này cũng thế, giống xuống luôn nè. Trời ơi. Qua bên đây. Đây, giống xuống đây. Tới chỗ này nha các bạn. Ở đây một cục nữa. Rồi mình sẽ tiến hành đặt luôn. Đây, gọn nha. Ở đây một cục nữa nè.
ta đặt những cái này cho nó quái nó đỡ bị xuất hiện các bạn à. Ôi căng đấy. Ở đây một cục nữa nè. Nhìn nó sáng ngay nha. Nhìn nó sáng ngay. Đây một cục nữa. Vừa thêm ánh sáng mà vừa kháng quái các bạn ơi. Ok mình sẽ còn hai cục nữa thôi. Cái chuồng này khá là nhỏ nên là nó không có chiếm bao nhiêu thời gian hết. Ok rồi, xong cái số Glowstone rồi. Đây để mình dọn dẹp đồ một mớ cái đã. Chắc bây giờ mình sẽ xem trang trí ở bên ngoài với các bạn ơi. À quên, mình tạo thêm mấy cái cửa sổ chứ. Để cắt ra ba ô đi rồi đập ra cửa sổ. Ai da, chỗ này bị lố rồi nè. Lấy cái stone brick lại thôi. Đó. Ui, nhìn nó hấp dẫn ngay. Đó. Để mình đặt luôn mấy cái reinforced glass luôn nha. Đây, rất là nhiều reinforced glass. Bing. Nhìn hấp dẫn hơn ngay. Trời ơi, nhìn nó thoáng các bạn ơi. Chứ để đóng cửa lại thì nó quá tù đó. Đó. Ui, chỗ này nó lại bị lố nữa rồi. Sao tôi cứ đập bị lố thế. Đó, đặt cái phần phía sau cái đã. Rồi chúng ta sẽ dùng cây quanh mà kéo. Ây da, chỗ này mình phải đặt một ô để cho nó lót lại các bạn à. Xây bằng cái cây quanh á nó sẽ hơi bị nhanh. Nên là chúng ta phần cần phải có thời gian để mà nó lót lại các bạn à. Hoặc là chúng ta cũng có thể đặt block đó. Chứ nó không có bị lắc đâu. Ok, đập ra các bạn ơi. Xây. Ôi mấy cái stone brick này nó không có hiệu ứng đập ha. Mình đập cái là nó mất luôn nè. Đúng là phiên bản cũ. Xong luôn nha các bạn. Cái phần chuồng nó đã xong rồi. Bây giờ mình sẽ tới với cái phần trang trí bên ngoài cũng như là bên trong nha các bạn ơi. Chúng ta sẽ tiến hành trang trí thôi. Thế là xong xuôi hết rồi đó. Đi ra ngoài ngắm xem nè. Ui. Rồi bây giờ mình sẽ trang trí bên ngoài bằng mấy cây paleo wrap này nha các bạn. Những cái cao cổ đại. Ây ao, lộn. Đó. Những cái cao cổ đại paleo wrap. Đây, và mình sẽ thêm một cây nữa. À chỗ này thì quá xa rồi, chỗ này đi. Đó. Rồi cất vào, chúng ta sẽ cần lấy mấy cái sapling khác ra. Đầu tiên sẽ là burst sapling nha các bạn. Đó, nó sẽ là cái phần này. Tiếp tục là burst sapling luôn. Ây da, chỗ này đi. Ui, mình đặt nhầm cái feeder. Đó. Rồi qua bên đây sẽ là một cây burst sapling nữa nha các bạn. Rồi phần bên đây mình sẽ trồng bằng những cái loại khác như là oak sapling nha. Cây gỗ sồi. Phần trước là bạch dương. Phần bên phải là gỗ sồi nha. Ui, đây là cây sồi chứ không phải là cây xoài nha các bạn. Thì nó khá là già đó. Cái này thì có niên đại rất là cao đó. Ok. Nhưng mà nó thấp thấp nha. Mình cảm giác là nó hơi thấp thấp một xíu. Rồi một cây ở đây nữa thôi. Rồi còn lại mình sẽ thay cái phần ngoài sau bằng mấy cây acacia nha các bạn. Ui mấy cây này thì cực đẹp luôn. Cái màu gỗ nó đẹp. Cũng như là cái màu thân cây nó hơi bị sần sùi một xíu. Thêm một cây acacia ở đây nữa. Rồi một cây ở đây nữa đi. Ok. Lại bị như vậy nữa các bạn ơi. Chúng ta cứ đặt một block là nó sẽ biến mất nha. Hay bị vậy đó. Ok, tiếp theo mình sẽ trồng luôn mấy cây Dark Oat sapling nha các bạn. Dark Oat chứ. Đây là những cây cái sồi sẫm màu các bạn à. Dark Oat. Cái cây này thì chúng ta phải cần 4 cái sapling nó mới mọc lên một cái cây lận. Ôi, trồng cái cây khổ lắm. Hao tổn rất là nhiều luôn. Đây. Rồi, chỗ này một cây nữa. Ui, chết rồi, tôi bấm lộn. Nhưng mà không sao, nó cũng thêm phần sinh động một xíu. Rồi mình sẽ thêm một cây Dark Oat ở ngoài này luôn nha các bạn. Phải trồng bằng 4 cái sapling nó mới chịu. Trời ơi, khổ chưa. Đó, đủ hết cái phần xung quanh rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào trong và trang trí thử cái phần bên trong nha. Ok, trang trí cái phần bên trong. À, trước tiên để mình đặt feeder trước đã. Chúng ta sẽ đặt 4 cái feeder ở đây. Đó, nãy mình có gom hết một miếng, một mớ thịt còn lại. Trời ơi, tôi đang bị nghèo khổ mà lại hồi sinh thêm khủng long ăn thịt nữa chứ. Ây da. Gom thịt lại các bạn ơi. Ây da, cái này phải đặt ở dưới chứ. Đặt ở dưới nó vẫn ăn bình thường các bạn à. Không sao hết.
Phần gà này mình sẽ chia ra làm 4 nha. Đó, bỏ vào. Tiết kiệm chừng từng chút từng chút. Thôi nó nghèo quá chừng. Rồi, mình sẽ đặt luôn mấy cái pawn này cho tí cái bọn Khomsonathus nó chơi. Khomsonathus. Rồi, ở đây mình cũng sẽ bón cái bột xương lại luôn nha. Hấp dẫn. Ồ, bón bột xương lại cho nó thực tế hơn một xíu. Ok, và một cái nữa ở đây. Chúng ta chắc cũng đủ rồi đó. Rồi. Xong rồi đó các bạn ơi. Để mình xem nào. Thế là cái chuồng của Khomsonathus nó đã được làm xong rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi về đây cái đã. Ôi, để mình xem nào. Ồ, nó sẽ xong được một mớ trứng rồi nè. Ờ, vẫn còn vài cái DNA nó bị vỡ các bạn. Nó hơi lâu một xíu. Nhưng mà cuối cùng nó cũng đã xong rồi nè. Bạn thấy chưa? Xong rất là nhiều thứ luôn. Chúng ta sẽ tiến hành đi qua bên đây và hồi sinh mấy con Khomsonathus này nha. Ôi, cái trứng nó chút ẻo à. Ui, đúng là khủng long kích cỡ vào một con gà tây mà. Trời ơi. Cái trứng các bạn nhìn nè. Y chang cái trứng gà luôn, không khác gì nữa. Có khi còn nhỏ hơn cái trứng gà nữa. Định mệnh á. Ôi, và thả nó xuống nó bị nảy lên các bạn ơi. Cũng khá là hay. Đó, bây giờ mình sẽ tiến hành chờ nó nha các bạn. Khomsonathus. Chờ nó thôi bạn ơi. Ui, 4% rồi. Rồi, hy vọng nó nở nhanh. Nở chậm là chết tôi luôn đó. Trong khi đó mình sẽ bón một cục bột xương ở đây. Rồi, chuẩn bị sẵn sàng Ascend of Chicken rồi. Bao nhiêu phần trăm rồi? 20 mấy% rồi, ok. Giờ mình sẽ đứng đây và chờ cho nó nở nha các bạn ơi. Đó, và nãy giờ nó lên được 92-93% rồi nè. 94 rồi, những quả trứng nó đã bắt đầu rung lắc rồi. Con đầu tiên đã xuất hiện, con thứ hai cũng vậy luôn. Ui, quá đã rồi. Mình đang đứng cạnh chúng nó không quá 6 ô để cho nó tự thuần phục luôn các bạn ơi. Đỡ phải mất công. Đó, bạn thấy không, nó hồi sinh từ từ kìa. Đã chưa? Ui, hấp dẫn. Đây, có những quả nó chưa hồi sinh nữa nè. Ủa, đang rất là bạo luôn nha các bạn. Đây con mèo nè các bạn ơi, con đực. Mình sẽ cho nó lên để mình coi thử cái tuổi maximum của nó là bao nhiêu tuổi. 4 tuổi các bạn à. Ôi ơi, con này nó chỉ có 4 tuổi thôi. Và khi kích cỡ mát nó chỉ hình như nó còn nhỏ hơn con gà nữa các bạn ơi. Định mệnh nó nhìn nó chút ẻo à. Con này là con gì đây? Ồ, con mèo. Nãy giờ là 3 con mèo rồi đó. Ồ, đây có một con female nè. Chúng ta sẽ thu phục nó luôn. À quên, boost. Mình sẽ boost để set up chicken chứ. Ôi, quá nhiều con mèo luôn. Để mình tìm xem có con nào quanh đây không. Bọn này nó nhỏ xíu à. Trời ơi, đúng là kích cỡ nó nhỏ thì các bạn ơi. Tìm nó trong cỏ thôi cũng mệt nữa. Nghe tiếng kêu gần đây nè. Để chúng ta tìm thử. Cố gắng căng mắt ra mà để mà tìm nó xem. Ôi, nó đây rồi. Ồ, con này là con gì đây? Con mèo. Ồ, con đực rồi. Có con nào female không? Ôi, đây female đây các bạn ơi. Đúng không, đúng không? Để chúng ta kiểm tra lại. Female đây rồi. Quá bạo luôn. Ok, thì bây giờ mình sẽ cung cấp cho các bạn một số thông tin về em khủng long kích cỡ bằng con gà tây Khomsonathus này nha các bạn. Thì đó là một vài cái thông tin về Khomsonathus thôi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Hôm nay mình đã hồi sinh xong 8 em khủng long với kích cỡ bằng một con gà tây.
Ok, nếu thấy đừng quên bỏ lại một like, subscribe cho kênh Fury Gaming và nhớ chia sẻ, cũng như là comment ý kiến của các bạn ở phía bên dưới video này nha. Và series này mình nhắc luôn là không làm thử thách nha, nên đừng có đặt nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.